Hello, xin chào tất cả các bạn đã đến với channel của mình. Và hôm nay thì mình sẽ làm về khẩu MG3 Phoenix, một khẩu VIP mới. Và nó có thể cộng 20 viên đạn như là RPK VIP. Các bạn có thể nhận nó free trong cái hoạt động chào mừng cái chế độ PUBG dành cho phiên bản CS Mobile. Đấy, thế thôi. Vâng, thùng hàng đã thất thủ rồi. Còn lại cái chuồng chó thôi. Chuồng chó hay là chuồng lợn gì đấy. Hình như là anh em hay gọi đó là chuồng chó thì phải. Cái gì đấy bạn ơi, mình đang giới thiệu, làm gì mà căng vậy? Rồi lôi kéo cả chị Cương Thi đuổi theo nữa, hay lắm. Rồi, không biết là cái móc nối này có quan hệ thâm sâu gì không biết. Úi giời, cả anh Dung Non nữa, hay lắm DM. Vâng, một thằng thôi, nó có thể lôi kéo được 2-3 thằng, đúng là nguy hiểm. Các bạn đừng đánh giá sau một thằng to mập, đấy. Rồi, lỡ chân nó... Rồi, chị tá nữa hay lắm. Đậu xanh, chơi mic với nhau à. Quá là hư cấu luôn. Một thằng nó lôi kéo tận 2-3 thằng. Dã man thật. Không biết là nó dùng cái thuật ngữ gì. Mình nghĩ nó đang dùng thuật ngữ cá mập. Đấy. Cá mập không biết là nó ú é cái gì mà nó kéo cả gọi bầy đàn tới. Dã man. Vâng, cái khẩu này nhìn rất là đẹp. Còn Phượng. Con này là con phượng hay là con gì ta? Chả biết luôn. Nói chung là con chim. Rồi có hero, tuyệt vời. Con chim nó quấn quanh cái khẩu súng rất là đẹp. Mình không biết con chim gì nên thì cũng chịu. Thì gọi bằng chim thôi. Rồi té lên đây. Mình sẽ lên cái thùng hàng để quay tay kiếm multi. Khẩu này không biết là kiếm được multi không. Trời gì đấy. Bạn ơi, bạn làm mình não hết cả ruột. Đâu rồi? Tất cả hãy bơi vào đây để mình test khẩu súng nào. Vâng, đây là cơ hội để mình test súng. Anh em hãy xem cái độ nguy hiểm của mình. Đạn rất là nhiều. Thôi té rồi. Biến luôn. Sợ quá anh em ạ. Nhìn con Cương Thi nó cầm cây lưỡi hái lắm lắm sát khí. Không thể không biến được. Rồi, trời ơi. Nó hút máu. Bọn cửa này hút máu người. Ôi trời, giòn rồi. Cay. Mình biết có sai đâu. Còn Cường thì cầm cái lưỡi hái nó lắm lắm sát khí. Bảo làm sao mình sống được. May pha đấy mình biến ấy. Không mất giáp là không thể lôi lõm được. Tại vì hiện tại ping mình nó rất là lag. Nên nó cào rất là xa. Tính kiếm multi mà không được. Nhảy ảo lòi thế kia. Bảo thằng nào kiếm được multi. Vâng, thùng hàng một lần nữa lại thất thủ. Rồi, trời ơi, tương cái flash mù luôn. Ba thằng, rồi đấy, mình cứu bạn đấy chưa. Bạn hãy cảm ơn mình nha. Không biết bạn chết chưa. Rồi, rồi em mệnh, quá mệnh luôn. Nó nhiều đạn. Nó gần bằng đạn với lại đua gắt lính nha. Cổ này rất là bá. Và tất nhiên là hình như là nhiều đạn hơn RPK VIP rồi. Té thôi. Úi, động xanh. Rồi, thôi xong rồi. Cái... Ô, hero luôn này. What the hơi. Biết thế mình đợi thêm một tí nữa là ngon rồi. Ôi, cuộc tình dù đúng dù sai. Nhưng mình thấy mấy con Cương Thi nó lấp ló ở phía dưới là không đi là không được. Nhưng pha đấy nhảy lỗi quá. Quá lỗi. Rồi. À chết rồi à. Nhìn nhé, nãy giờ hàm nói không để ý. Này, hai bạn này. Khẩu này thay đạn thì nó nhanh hơn phiên bản thường. Thế thôi. Skin đẹp hơn, đạn nhiều hơn, nhiều hơn rất nhiều luôn ý. Và nó nhiều gần bằng cái khẩu đua Gatling. Đấy, đua Gatling ép đạn lên nữa thì mình không biết là nó sẽ như thế nào. Khẩu này mình ép thêm là 40 viên đạn nha. 40 viên thôi, không nhiều. 40 viên vào băng đạn chín. Và băng đạn phụ thì chắc là không thể ép được. Nó không như PC đâu. Nó chỉ mua cái đạn của băng đạn Zumbai, thế là hết. Còn muốn ép đạn bằng súng VIP thì nó chỉ ép đạn bằng cái nó ép bằng đạn súng chín thôi. Cái khẩu cái gì ta quên bà nó cái tên rồi. 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 Nó thủ chuồng chó nhiều vãi cái đấy. Không thể tin được. Rồi. Bắt đầu zoom mai phòng này hơi ít rồi. Đã mình té rồi. Rồi. Trời ơi, ít zoom mai này sao bắn ba. Rồi trôn này. À. Trời ơi, cạn lời. Không cào được luôn. Quá là hư cấu.
Chắc là mình té khỏi phòng này thôi. Ít giúp mày thế này không chơi được. Bọn kia nó thủ trùng chó nhiều quá, không thể ngửi được. Mà thằng Tơ thì không biết một mặt mũi đâu. Sao mình té nhá. Qua phòng khác chơi thôi. Vâng, qua phòng mới rồi. Không biết là có nhiều zombie không, nhưng cứ chắc chắn là trận đầu tiên phải nhiều zombie cơ. Đấy, còn những trận sau thì bọn kia nó thẩm du thì mình không biết. Chứ còn những trận đầu dĩ nhiên là phải nhiều zombie. Á đủ, lag rớt luôn ạ. Rồi, thôi xong rồi. Flash lên, đấy mình tướng cho, trời ơi. Uổng mấy cái quả bom của tôi. Rồi, rõ ràng mình đã câu kéo để đưa bạn lên giúp bạn có những cái quả highlight. Đấy, thế mà là bạn lại đối xử với mình như thế. Thế thôi mình tệ té thôi. Dễ dàng thì ăn được mình. Khó lắm Lượm ơi. Té đi Lượm. Té đi Lượm rồi, tôi xong nhấp nháy. Này đi. Ôi giời ơi. Cày cày cày. Một pha đâm đâm chọc các kiểu nhưng không làm gì được nó. Thôi biến luôn. Này thì ngu người này. Cứ thích thể hiện thôi. Vâng, mình đã clear được thằng Tơ. Những con còn lại thì hên xui rồi. Còn 13 thằng nữa. Quá là nhiều. Rồi, bình tĩnh, bình tĩnh. Phải chưa tiếp. Thôi, mất tiếp. Vô duyên. Ấy, anh em, bình tĩnh thôi. Trời ơi, cái phòng toán cương thi. Ấy. Ô, có thằng nào đi theo mình kìa. What the hỡi. Này, thì lên đây này. Ủa, vẫn cào được. Bọn này tay dài ấy nhở. Bạn ơi, có cần phải học theo Luffy không? Rồi, xoay cái đít lại. Đít to quá cơ. Nó hứng hết cái số lượng đạn của mình. Đấy, trời ơi, nhiều lắm. Cứ đi vào chung chung một lũ như thế này, dễ bắn, dễ clear. Rồi, thôi 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 thôi. Tôi xong rồi. Hỏng rồi. Hỏng bét rồi. Gì đây, thôi thôi. Mình biết là mình yếu rồi. Bạn hãy tha cho mình. Vâng, chết luôn này. What the hell? Ôi, không biết là bây giờ không biết mình nên đi đâu về đâu. Còn 5 thằng nữa. 5 thằng mà mỗi mỗi thằng một phát thì máu đâu cho vừa. Ơ, đâu ra vậy? What the hell? Thế thôi. Ui, đừng nhảy mít rồi. Từ xong rồi, run tay quá. Rồi, tay. Vâng, cố gắng thể hiện cái bản năng tổ lái của mình. Nhưng nó đã thất bại rồi. Ăn được vài con thôi. Ok, không sao. Áo phai. Chúng ta sẽ cùng đến với trận tiếp theo. Mong là có nhiều zombie để bắn. Rồi, thất thủ. Hay lắm. Flash liên tục được tương lên. Đấy, làm cho cái thùng hàng làm thêm sôi động. Rồi, sao lại chết hết thế kia. Zom đâu. Thôi xong. Rồi làm sương khói đen thui. Một lũ nó đứng ở sau, nó không thể đưa ai xa dần được. Đây rồi, là liếm vài cận chiến. Đấy, quay lại bạn ơi. Đây rồi, ô, thùng hàng thất thủ. Hay 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 hay. Đứng lại. Làm gì mà căng. Rồi chắc là mình sẽ nối gót thằng Hero để lên đấy quay tay. Nhưng ở dưới đông quá, không qua được. Rồi, đây rồi. Úi giời. Sao? Trời ơi. Có bạn nào mà dễ thương vậy nè. Mình lên thì mình đi quá không. Như như kiểu là chưa từng thấy nhau ấy. Rồi, bắt đầu đông lên rồi. Rồi, bình tĩnh, bình tĩnh. Bình tĩnh, hết sức bình tĩnh. Rồi, té. Bọn này đông quá. Thôi anh em ơi, tha cho mình, đông vãi nồi. Hai VL, đông vãi cứt. Rồi, ghê thế cơ. Trận thì đều có dấu bài để bắn. Trận thì mắc nhiều. Làm sao mà ăn hết được. Ăn đến nỗi lòi mồm luôn. Nó giận vào mồm mà cũng không ăn được. Biết phải làm sao. Rồi, không đứng chung nha. Cuộc tình này một thằng là đủ rồi. Không cần hai. Đấy, cứ chơi với mình ý. Cứ flash khói được tung lên cái thùng hàng làm trên đấy sôi động thôi, mất tình đoàn kết đó là nghề của mình đấy. Ô, sao không thằng nào chết tay lái. Trời ơi, flash của tôi, khói của tôi chạy đâu hết rồi ấy. À, mình ném mít chạy ra ở khu vực mít luôn.
cạn lời. Bơi vào đây, ăn tất, văn cả đất xung quanh. Thế thôi. Lại đây, lại đây. Lại đây. Nhấp nháy rồi cứ đi luôn. Rồi, thôi bọn kia nó cứ ăn kiêu chùa. Ghét quá. Rồi lại tịch nữa. Bạn ơi lại đây. Thì cho bạn lên thiên đường luôn. Mình thì một con người rất là tử tế. Rất thích người cho người ta lên thiên đường. Không bao giờ cho người ta xuống địa ngục. Đấy, các bạn thấy mình tử tế không ạ? Úi giời. Vãi nồi. Con này nó liếm kêu kìa. Nhìn ngứa hết cả mắt. Đau hết cả ruột. Đối với Dương Bài. Rồi mình cũng liếm thôi. Không thể cho bọn này liếm hết được. Phải ăn thôi. Đạn mình nhiều mà. Cứ xả thoải mái thôi. Không cần phải lo lắng về số lượng đạn. Đấy, thôi. Yêu lắm cơ. Cứ lần lượt đi lên. Cứ lần lượt đi xuống. À, gì đây? Thôi té thôi. Làm gì mà căng. Tôi thấy cái mặt cương thi tốt nhất là nên té thôi. Cứ đứng đó dễ bị cào lắm. Để tay nó dài mà. Rồi tạch luôn. Bọn kia nó ăn kêu chùa kìa. Dã man thật. Bên này bạn ơi, mình kiếm cận chiến nào. Đây. Hello. Hello. Thôi đi khá. Tiếng khửa chào nhau là như nào nhỉ? Đây. Úi giời, lỡ tay thì bắn chết rồi. Cày thế. Tiếp cái cuộc tình. Rồi, hết giờ rồi. Mình sẽ kết thúc clip tại đây thôi. Các bạn thêm mình thấy hay thì đừng quên like và subscribe kênh của mình nhá. À, bye bye tất cả các bạn. Và hẹn gặp lại các bạn trong những clip lần sau. Bye bye. Thằng này còn cố nữa.